Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thu phí vỉa hè lòng đường từ đầu năm tới. Điều mà cả chính quyền lẫn người dân kỳ vọng là chỉnh mới cho vỉa hè sẽ được lợi cho tất cả các bên. Và điều quan trọng nhất là làm gọn bộ mặt đô thị, chỉnh trang lại đô thị một cách bài bản để quảng bá du lịch, tạo điểm nhấn về mặt văn hóa. Không gian công cộng vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những bản sắc riêng, song hành với phát triển đô thị hiện đại. Muốn như vậy, quy hoạch phải đi trước một bước. Đây là đường Ngô Gia Tự thuộc quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những địa chỉ quen thuộc của người dân thành phố mỗi khi nghĩ đến việc mua sắm về hàng trang trí nội thất. Trong kế hoạch thu phí tạm thời lòng đường vỉa hè vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua và bắt đầu thu phí từ đầu năm tới, khả năng lớn đường Ngô Gia Tự sẽ được quận 10 triển khai thu phí vỉa hè đối với các hộ kinh doanh tại đây vì đáp ứng được quy định của đề án. Tuy nhiên, để việc kinh doanh vỉa hè vào khuôn khổ đồng bộ giống như mô hình các nước phát triển đang áp dụng, đặc biệt là tại các đô thị lớn, thì thành phố cần quy hoạch thật nhiều cái tuyến đường và khu vực buôn bán như thế này tại đường Ngô Gia Tự. Như bao người dân khác tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi khi cần tìm hàng trang trí nội thất để thay đổi hay trang trí lại cho ngôi nhà của mình, khu vực đường Ngô Gia Tự là địa chỉ quen thuộc mà chị Tuyết Hồng thường hay tìm đến đầu tiên. Bởi tại đây, chị tha hồ lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý vì có nhiều cửa hàng, nhiều mẫu mã đa dạng. Đường Ngô Gia Tự này họ bán về trang trí nội thất rất là đa dạng, rất là nhiều mặt hàng, cho nên là những lúc mà gia đình mình mà có thay đổi trong nội thất cái gì á thì tụi tôi đều chạy ra đây để tìm hiểu những cái cửa hàng nào, những mặt hàng nào mà mình dùng là mình mua. Cái khu nào mà nó chuyên về bán cái nào đó thì mình đi tới đó mình mua thì nó rất là tiện lợi. Tại vì mình biết được những cái con đường đó nó chuyên về cái gì thì để mình mua sắm về những cái mặt hàng đó thì nó dễ hơn và nó nhanh hơn, nó sẽ đỡ mất thời gian của mình hơn. Người ta sẽ kiếm được cái chỗ mà người ta kiếm cái mặt hàng mình cần mua, nó dễ, mình không phải đi kiếm chỗ này chỗ kia, tập trung lại con đường chính. Giống như bên em thì bán nội thất, thì chuyên bán nội thất, hoặc là nếu mà bên đường Sư Vạn Hạnh bán đồ ăn thì mình đi ngay đường đó thôi, thì cái đó cũng tốt cho người dân với lại cho người bán nữa. Phân tích của các chuyên gia cho thấy, tại các nước phát triển, đặc biệt là ở châu Âu, việc thu phí vỉa hè lòng đường là điều phổ biến và không chỉ là chuyện tăng thu ngân sách, mà quan trọng hơn là quảng bá cho du lịch, tạo ra một điểm nhấn, một bản sắc riêng về văn hóa. Thế nên, thành phố Hồ Chí Minh cần quy hoạch các tuyến đường một cách quy củ, đồng bộ khi tiến hành thu phí lòng đường, vỉa hè. Ở Paris thì cái đại lộ Champs-Élysées là cái đại lộ lớn nhất, thì trên vỉa hè rất nhiều đoạn. Đấy, rất nhiều đoạn là người ta làm bán cà phê, bán nhà hàng. Một cái ly cà phê ngồi ngoài vỉa hè nó đắt thêm mấy phần trăm, nhưng mà khách vẫn thích ngồi hơn. Nếu mà chúng ta có chủ trương thì cái khách sạn đấy, cái người du lịch đấy, người ta sẽ làm đẹp cái đấy, người ta làm vệ sinh cái đấy và người ta giữ cái đấy, còn thành phố sẽ thu được một cái khoản. Có thể nói là quá muộn với cái chủ trương này nên thành phố nên làm sớm. Thu phí sử dụng vỉa hè lòng đường là bước đi tiến bộ, giúp hoàn thiện chính sách quản lý, dần sắp xếp vỉa hè lòng đường vào quy củ. Muốn vậy, ngoài việc quy hoạch đồng bộ, thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh cũng cần có chính sách cụ thể, phù hợp cả trong quản lý, giá thuê và thậm chí là cả sự hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ kinh doanh để người dân đồng tình ủng hộ, cùng nhau thực hiện tốt chính sách này. Bộ Nội vụ đề xuất người tài khu vực công được ưu tiên thuê nhà công vụ, vay mua nhà trả góp với lãi suất ưu đãi cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác. Dự thảo nghị định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân. Các nhóm được chú trọng tìm kiếm tài năng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực công, người Việt Nam khu vực tư, nhà khoa học trẻ, sinh viên, học sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trong và ngoài nước. Về đãi ngộ, hàng tháng họ được hưởng khoản tiền khuyến khích bằng 100% mức lương hiện hưởng. Tiền này không dùng tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người tài cũng được ưu tiên nâng lương trước hạn hoặc nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp. Khi đến tuổi hưu, nếu họ đủ sức khỏe, tự nguyện tiếp tục làm việc và đơn vị họ công tác có nhu cầu, thì sẽ được xem xét kéo dài thời gian công tác không quá 5 năm, giữ nguyên chức vụ đảm nhiệm. Nhà khoa học, sinh viên, học sinh, người có tài từ khu vực tư được thu hút vào khu vực công đã được hưởng tiền khuyến khích tối thiểu bằng 100% mức lương.
tiền khuyến khích có thể cao hơn do lãnh đạo đơn vị sử dụng quyết định. Thưa quý vị, trong thời gian qua, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng những vụ lừa đảo rồi mất tiền thông qua tài khoản ngân hàng vẫn đang xảy ra rất nhiều. Và trên không gian mạng, khi tiền đã bị lấy mất bởi các tài khoản ẩn danh, thì việc lấy lại được tiền là rất khó. Chính vì vậy, các công cụ ngăn chặn ngay từ đầu phải được thực hiện chặt, nhất là tại hệ thống các ngân hàng. Ngân hàng này hiện có khoảng 6 triệu tài khoản khách hàng. Các vụ việc khách hàng bị lừa đảo trên mạng và mất tiền thông qua tài khoản ngân hàng cũng đã từng xảy ra. Nhiều cảnh báo cũng đã được ngân hàng phát đi. Đồng thời, ngân hàng cũng đã nhanh chóng thực hiện việc truy vết ngược để ngăn chặn việc lừa đảo xảy ra với nhiều khách hàng. Nếu như mà một khách hàng A thông báo rằng là tôi bị lừa đảo, tôi chuyển khoản vô một cái tài khoản B, thì chúng tôi sẽ làm cái động tác truy vết ngược, là chúng tôi sẽ kiểm tra lại hết trong cái hệ thống của ngân hàng rằng là có bao nhiêu khách hàng khác ngoài khách hàng A chuyển khoản đến cái tài khoản B này. Tại vì cái tài khoản B lúc này là mình xem như tài khoản thuộc dạng tình nghi. Thì chúng tôi đã làm việc đó rất nhiều lần và cũng đạt được một cái hiệu quả rất cao, tức là chúng tôi đã ngăn chặn được rất là nhiều tài khoản lừa đảo khác, và thông qua đó là chúng tôi đưa vào cái danh sách blacklist. Blacklist thì là những khách hàng khác sẽ không bị lừa đảo bởi cùng một đối tượng đó nữa. Hiện một số khách hàng đang thực hiện làm sạch dữ liệu khách hàng bằng cách thu thập sinh trắc học, từ đó phân loại tài khoản tùy theo mức độ sạch, gắn tích xanh tài khoản, cài đặt hạn chế với các tài khoản nghi ngờ. Lớp phòng thủ này được cho là rất quan trọng, sẽ hạn chế được rủi ro khi khách hàng không may bị lộ hoặc đánh mất tài khoản. Bởi việc xử lý gian lận lừa đảo trên không gian mạng không hề đơn giản. Việc mà lấy lại tiền thì nói thật là rất là khó, bởi vì là chúng ta lại cần phải có cái sự phối hợp giữa chúng ta và các quốc gia liên quan. Khi mà chúng ta thấy nhiều khi tiền ở trong đây chỉ có tích tắc là nó đã chuyển ra tài khoản nước ngoài, là như vậy là cần phải cái sự phối hợp giữa mình với cả các đơn vị nước ngoài. Khi mà chúng ta tiền ra khỏi biên giới thì lúc thấy là vấn đề hết sức khác. Tôi nghĩ rằng là cố gắng làm sao ngăn chặn được ở bên trong. Ở góc độ quốc gia thì mình cũng nên có một cái trung tâm tiếp nhận khẩn cấp tập trung. Có nghĩa rằng là trong các tình huống mà người dân người ta bị khi có sự cố thì người ta có một cái đầu số duy nhất. Người ta gọi đến đó thì người ta sẽ được hỗ trợ tất cả các cái. Các ngân hàng cũng đề xuất cần có cơ chế để các ngân hàng liên thông với nhau, để khi phát sinh sự cố lừa đảo, một ngân hàng thông báo lên thì những ngân hàng khác sẽ phối hợp trong việc truy vết. Nếu khoản tiền đó chưa bị rút ra khỏi hệ thống thì sẽ có cơ chế pháp lý để ngăn chặn trong thời gian chờ đợi ngành chức năng vào cuộc điều tra.